Mắc cái gì? Cấn. Quẩy nhảy quá. Nó bị cấn hả? Ủa dạ. Làm quá nhau đúng không? Không. Ai đi giấu về đó, nãy giờ đánh liên quân thấy trời. Nãy có đeo kính không? Đâu có. Nãy như anh đâu thấy em đeo kính đâu. Có mà. Có đeo. Tìm giùm đi. Ừ đúng. Giờ nếu anh tìm được kính cho anh gì? Cho gì? Giấu đúng không? À giấu kính trời. Cho kính nậu. Chân ly trà sữa đi. Chân ly trà sữa đi. Rồi anh cho em không? Em cho anh ly trà sữa đi, xong anh chỉ cái kính này cho. Không mất kính luôn không được. Ờ. Cưng quá. Cấn nào, thì quá. Trời ơi. Cấn gì miệng chữ luôn. Thôi cho về chữ luôn cũng được. Không. Kết thúc là điều. Anh đi tìm quái hoài. Thấy mình ngu chưa? Đừng lấy về sữa nha. Ơi gì?